Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. VinFast công bố hình ảnh chạm sạc tại cửa hàng Vinmart Plus, tiết lộ kế hoạch mở rộng ra khắp Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc bắt tay với các ông lớn xăng dầu để xây dựng chạm sạc tiêu chuẩn, VinFast cũng sẽ đẩy mạnh việc lắp đặt các chạm sạc này tại các cửa hàng Vinmart Plus, trường cấp 3, hầm chung cư trên địa bàn các thành phố. Nằm trong hệ sinh thái xe máy điện VinFast, hệ thống chạm sạc được xem là mắt xích quan trọng để VinFast Clara có thể sớm chiếm lĩnh thị trường và trở thành người tiên phong thay thế cho dòng xe hai bánh chạy xăng vốn phổ biến ở Việt Nam. Sớm nhất trong lộ trình phát triển này, VinFast đã có hợp đồng ký kết với PV Oil vào tháng 10 năm 2018 để doanh nghiệp cung ứng và bán lẻ xăng dầu này cung cấp 600 điểm để lắp đặt hệ thống chạm sạc và thuê pin cho xe điện VinFast trong thời gian đầu và tăng lên dự kiến 20.000 điểm vào năm 2020. Đến tháng 11, công ty này ký kết thỏa thuận với Petrolimex nhằm khảo sát để triển khai xây dựng hệ thống dịch vụ cho các phương tiện giao thông bao gồm chạm sạc và cho thuê pin dành cho xe điện, các trạm kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy điện. Sự kiện ký kết này nâng quy mô khai thác các điểm dịch vụ của VinFast lên hơn 10.000 điểm, tiến tới 30 và 50.000 điểm trên toàn quốc vào năm 2020. Trong kế hoạch chính thức của VinFast, công ty này sẽ tạo lập hệ sinh thái xe máy điện thông qua hệ xây dựng cả các trạm sạc thường, trạm thuê pin và trạm sạc nhanh dành cho xe máy điện của hãng tại nhiều địa điểm công cộng thay vì chỉ tại các trạm xăng dầu. Cụ thể, các trạm sạc thường của VinFast sẽ được bố trí tại các bãi đỗ xe, cửa hàng tiện ích Vinmart Plus, hầm các chung cư cao tầng, trường đại học, trường cấp 3, ký túc xá các trường đại học. Người sử dụng xe sẽ sạc xe qua đêm tại các trạm sạc thường này. Trong khi đó, trạm thuê pin được bố trí tại các điểm cửa ngõ thành phố, các đầu mối giao thông. Người sử dụng có thể thuê thêm các cụm pin được sạc đầy sẵn tại các đầu mối giao thông này khi di chuyển ra ngoài thành phố, phục vụ cho các chuyến đi dài. Riêng trạm sạc nhanh sẽ được bố trí tại các bãi đỗ xe, cửa hàng tiện ích Vinmart Plus và các địa điểm công cộng khác. Trạm sạc nhanh sẽ có tốc độ sạc cao, chỉ cần 15 đến 30 phút là có thể sạc đầy pin. Từ nay đến hết năm, VinFast sẽ tiếp tục lắp đặt các trạm sạc tại các cửa hàng Vinmart Plus ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho người dân có nhu cầu sạc điện khi đi trên đường. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.